Anh ơi, cho em hỏi Anh ơi, sao mà người ta gọi anh là hàng sinh nhật? Anh nên nhìn bên cho bạn trả lời. Sao anh người ta gọi anh là hàng sinh nhật? Ủa à? Anh nói đi. Cái gì mày nói? Người ta tỏ là sao mày đang yêu tao?